Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello tất cả anh em, như anh em nào đã xem ở trong tập trước thì chắc các bạn cũng biết rằng là tôi và Sammy đang thi đấu với nhau ở trong một cái tựa game. Và nếu như mà tôi giành được chiến thắng á thì tôi sẽ có được tiền lương và mua được một con mô hình siêu to khổng lồ ở trên hình nè. Đó, trời ơi, nó đẹp quá mấy ông ơi. Nhưng mà trong tập trước tôi lại không thành công. Hay, tôi đã thua và không có được tiền thưởng. Cho nên ngày hôm nay tôi đã mời Sammy vào để chơi với tôi thêm một trận game nữa. Nếu như lần này tôi chiến thắng thì nhất định tôi sẽ có tiền để mua mô hình giày, quay vlog inbox cho anh em xem. Chính vì như vậy cho nên các bạn hãy nhấn nút like cái video này để ủng hộ cho tôi nha. Còn bây giờ thì bắt đầu vào video hồi nào. Let's go. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Như các bạn đã xem ở trong tập trước thì các bạn cũng biết rằng là tôi với Sammy đã có một cái quả kèo với nhau, là nếu như tôi mà chiến thắng cái game này thì Sammy sẽ không lấy tiền lương của tôi để cho tôi mua một con mô hình. Bạn nhìn cái mô hình này. Ây da, nhìn con mô hình mà tôi ước mơ quá các bạn ơi. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ tiếp tục chơi cái game này tiếp để thắng bằng được, để tôi còn mua mô hình chứ, đúng không? Mà có thắng được không vậy? Được, trời ơi, đâu có dễ đâu. Tôi bạn mua ơi. Được con mô hình này về, tôi sẽ quay video inbox cho bạn coi. Ok, rồi, vô. Ok, okay Sam ơi, như lần trước nha, bây giờ ai giành được 3 điểm trước là thắng đúng không? Rồi, để xem coi. Ai giành được 3 điểm trước là thắng. Ok, cố lên. Rồi, đến game đầu tiên nào. Game đầu tiên chúng ta sẽ là game đá banh. Đá banh, trời. Tính ra tôi biết chơi giờ này luôn á bạn ơi. Ê, hình như cái này là chia ra hai đội nè. Tôi với chung đội với Sam vậy, tôi đội màu vàng nè. Tôi đội màu xanh rồi, sao? Xin chúc mừng. Xin chúc mừng Sammy. Đấy, bây giờ là đã. Bây giờ là ai thắng hay ai thua quan trọng ở đây nè. Đẩy cái trái banh, Cái banh kỳ quá. Đâu, đừng lấy vô, đừng. Trời ơi, team bên kia được một điểm rồi. Đây, là quả. Đây, tôi đá banh hơi bị giỏi. Ui. Ok, nhiệm vụ của mình là phải lăn cái trái banh qua bên đội bên kia đúng không? Hai điểm rồi. Lăn đi anh em, cố anh em. Được. Trời ơi, cái trái banh nó sắp lăn cái nhà tôi phải vô thủ nhà thôi. Ui. Chết, không được. Tôi phải thủ nhà, để cho anh em tôi chơi. Không ai thủ nhà hết. Giờ tôi phải ở nhà thủ nhà. Đó, đá banh nè, đó. Đẩy rồi. Đẩy sút. Đẩy trái banh gì? No. Messi. Tránh ra. Messi. Đây, rồi. Cái trái banh sắp lăn rồi. Đừng lăn. Ui, tiếp được bóng điểm ơi. No, đừng. Trái banh. Trời ơi. Trời ơi, có một trái banh rơi vô rồi. Còn 15 giây. No, đừng anh em ơi. Đừng. Trời ơi. Chính giây cuối cùng. 5-3-1 giây thôi. Đẩy vô đi anh em. Đẩy vô đi. Trời ơi. Ủa là loại hết luôn hả? Hết bên kia luôn hả? Dạ tôi thua luôn rồi. Tôi thua rồi. Vậy là tôi là người thắng rồi nha bạn. Xí bà. Trời ơi, cay quá. Sao mình quay được một điểm gì rồi bạn ơi. Nghe gì đây? Ủa, trận nước đấy bà. Ờ, trận này vui. Được. Ui, đông dưới vậy trời đâu, ơi. Chưa gì, tôi thấy Sammy hơn tôi điểm mà tôi thấy nản rồi đó. Trời ơi, không muốn chơi luôn á. Ui, tôi qua được, tôi qua được. Ui, chạy tiếp. Đây, có kỹ năng các bạn ơi, kỹ năng gì? Tôi top 1 rồi Sam ơi. Trời ơi, đọc là đẹp quá. Ủa, quên động top 1 rồi mấy bạn ơi, quên ai hơn thắng mà. Tôi quên. Không. Cái này là chơi là 3 trận lận, hiểu không? Cái này trò này 3 trận lận. Ok. Ui, trời ơi, chuyên nghiệp quá bạn. Mày thấy tôi chuyên nghiệp không? Tôi cũng hơi bị chuyên nghiệp. Tôi top 2 rồi. Nè, có 2 like nè. Mấy bạn coi tôi làm 2 like nè. Hai like nè. Hai like gì? Ui trời, không dùng hai like được, để không dùng hai like được. Hả? Ông kia kiểu dạng bà đồ bạn. Ui. Yes. Ui qua nha. Thôi qua được. Cũng được. Đó, cũng dễ, không sao. Rồi, ok. Trận này là loại được 15 người nè. Okay. Ôi trời ơi. Sammy vẫn thắng nè. Sammy cũng hay đấy. Vậy tôi đâu dễ đâu. Game tiếp theo. Game này. À, game này bữa trước là tôi bị dính cái laser tôi thua nè. Mấy cục nước mà nhảy qua được. Game này hơi bị cay nè. Trời, trò này mình không có thắng đúng không ta? Từ từ. Đây. Qua nè. Game này là
Game này là tôi giờ là tôi có kinh nghiệm rồi. Yeah. Đây, còn bên đây. Mình đi nhẹ nhàng thôi. Game này chỉ có 7 người thắng hay sao? Ok, 7 người thắng. Ok. Ủa, mấy ông thấy tôi chuyên nghiệp chưa? Bây giờ tôi tính hết rồi. Đây, mấy ông coi tôi nè. Đây. Không được, được. Bà nhảy tính, thôi bà ơi. Tính múa nhưng mà không được, Thôi bỏ đi. Thôi ông ơi, Ôi. Ui cái này cẩn thận. Cái này. Ui cái đụng cái là té nha bạn ơi. Cái này mà đụng, đụng vô cái là bị té đó. Ui. Ủa? Yes, qua được rồi. Ủa có nhau không hả? Có vậy? Yeah. Dạ dạ lại được 7 người rồi. Rồi, chờ cuối cùng. Ủa? Chờ gì vậy? Ui. Né đạn hả? À cái này là cho cái chút tiền. Né đạn. Cho mình phải né đạn. Ok. Này khó nha, Cái này khó nha, tôi phải cố gắng thắng mấy bạn ơi. Nó nổ. Tôi đứng bên này là an toàn, tôi đứng bên này an toàn. Tôi đây an toàn rồi. À, nó nổ, cái là bể hết mấy cái tấm dán. Đúng rồi. Ôi trời ơi, khó nha, phải dễ nha. Đúng rồi. Trời ơi, nguy hiểm quá ta, sao có chai bơm nó lăn lại chỗ tôi, nguy hiểm quá ta. Đừng thua nha Phong. Trời ơi, cố anh Phong ơi. Nào. Bơm như nước kìa. Cái bơm nó lăn lại gần tôi vậy. Ôi, cái bơm gần tôi vậy. Tôi đứng đây an toàn rồi. Ai có chai bơm kế bên. Trời ơi, mấy trái bơm này hình như nó thích tôi sao, lăn lại chỗ tôi hoài luôn á. Trời ơi, tôi là tôi không có bom, nó không gần tôi luôn, nó sẽ ghét tôi luôn kìa. Mấy trái bơm nó lăn lại gần tôi á. Sao cái đứng đầu kia bị trơn nhà, cái đứng góc kia kìa. Ôi, hay, để mình qua mà đứng chung với mấy ông. Ui, sao có con cá mập nó bơi lại nữa sao. Trời ơi, tới nay ăn thịt ông có chi gì nữa. Ê à, xin lỗi các bạn nha. Tôi đang đi khám bệnh viện. Ủa? Cho nên là bây giờ cổ họng tôi nó đang bị gọi là rồi, banh sát rồi mấy ông. Tiếng á, mày không cảm nha. Ủa, ok. Ui, chơi bơm. Ui, sao có chơi bơm đây à. Trời ơi. Tôi không đầm mấy bạn ơi. Yeah, em tôi thắng, Ủa gì, 3-1 luôn hả? Sami Dao, trời ơi, cay quá, Sami 2 điểm rồi. Cái ông kia ông bị tung quầy, đúng tội luôn á. Ông kia này. Cái gì vậy anh ơi? Ôi trời ơi, bây giờ Sami chỉ còn 1 điểm nữa thôi, là Sami thắng tôi rồi. Cay à. Không sao, không sao. Cố lên. Rồi trận tiếp theo sẽ là trận gì đây, game gì đây? Ủa? Ồ. À, game này là mình phải chạy nhanh. À, ok. Ủa, có 2 người chơi hả? Ờ. Ủa? 2 người chơi cũng được. Ủa, tôi thôi hả? Vui vậy? Dạ. Ủa, cái game này mình chạy đến đâu là nó sập đến đó. À, ok. Sao nữa ơi? Tôi phá hết đường. Tôi phá hết đường. Cho bà khỏi đi luôn. Té đúng không? Té chỗ nào? Ông nói tôi mới té rồi. Thì cũng là té rồi. Tôi vẫn còn ở trên tầng 1. Yes, yes. Tôi sẽ tạo bẫy cho ông rớt xuống rớt cái ọt luôn. Được không? Chết rồi. Chỗ này còn chút xíu à. No. Rồi té rồi. Thấy okay. Chưa? Sao? Thấy chưa gì? Chừng nào té xuống dưới luôn đi. No. Đúng không? Ui. Yes. Thấy một phát xuống dưới đấy luôn mà. Một điểm dành cho Phong. Trận tiếp theo này là 10 người à. Hợp lý, trận 10 người là hợp lý nè. Chơi 10 người để đông đông mới vui đúng không? Trời, sao trận hồi nãy của mình tôi Sam nè. Ok, rồi, không sao đâu. Nhưng mà vì như vậy tôi mới được 1 điểm mấy ông ạ. Ok, rồi. Trời. Ồ, bắt cua tới bà. À, ok, tôi hơi bị thích mấy trò bắt cua này. Được, vô. Tôi chơi xong đi. Cái này sao? Bây giờ là mình nhất định mình không thể nào để cho Sam thắng mình thêm một trận nữa thôi là mình thua luôn mấy bạn ạ. Ok. Vòng quay mắn nè. Vì mô hình để trang trí phòng mới. Cố lên. Ok. Nhảy. Ui, không té được. Bắt cười gì? Tôi sao té được? Ủa gì vậy? Tôi sao gì ngồi bơi rồi. Ai? Ê Phong ơi. Giỡn đùa trời. Đường khó vậy, cái đường khó vậy. Ủa nó té đúng ẩu luôn bạn ơi. Ẩu quá. Sami hơi ẩu. Ôi. Yes. Ủa, tôi với Sami đi cùng luôn. Chứ sao, tôi qua đây nè. Sami nha, cái bộ này cũng ghê gớm nha. Chứ sao, tôi hay bị gớm á. Đó. Qua nè. Top 1 á. Quá đơn giản với Phong. Sao,
không sao ơi, vẫn còn một trận nữa, trận này mới lại 5 người à. Có cái hộp sữa kìa, có hộp sữa gì vậy? Có hộp sữa. Hộp bắp cầm cái con dao kìa, nhìn đi. Rồi, ok. Rồi, chơi. Con thỏ, con thỏ nhìn mặt hài rồi. Ok. Rồi, chờ tiếp theo, chờ tiếp theo, chờ tiếp theo. Là cây ron đấy. Ủa, cua gì đây? Hả? Cái gì đây? Con cua gì đây? Bắt cua tiếp bên. Con cua là chúng ta đang bắt cua hả? À, hình như là mình đây, mình né, mình né mấy con đó. Đây. Ok ok. Tôi đi đường tắt luôn. Tôi đi đường tắt luôn. Vẫn đùa gì? Vẫn đùa, tôi sợ. Tôi sợ. Tôi sợ. Vẫn đùa. Trời ơi, tụi qua rồi. Vẫn đùa hả Sam? Vẫn đùa. Thôi tôi đi tắt đâu khổ. Vẫn đùa Sam. Trời ơi, tôi chuyên nghiệp. Giỡn đùa xem. Giỡn đùa xem. Giỡn đùa quá luôn. Đảo con cua. Quá đỉnh. Trời ơi, em cái con cua này kẹp mình bị gì không vậy? Không biết đâu, hình như. Ê. Ủa. Lọt vô nước là thua ta. Ok, cái này mình phải né mấy con cua hay sao á? Trời ơi. Đây có cái con cua đảo. Ôi cái nước này khó nha, cái nước này khó nha. Nó dâng nước lên á. Ê, như cái đảo có đảo. Ôi, con cua đừng đẹp. Phải canh. Trời ơi. Bà bây giờ. Ui, xém nó bị con cua kẹp luôn. Trời ơi, may quá. Ôi, no, đừng. Trời ơi, con cua lại gần tôi. No, đừng té Phong ơi. Đừng té. Ơi con cua, nè. Buồn quá, còn finish thôi mà cũng chưa xong nữa bạn ơi. Ê Sam ơi, Sam đi đến đâu rồi? Ê Sam đi đến đâu rồi? Ơi, tôi trời ơi. Tôi bị mấy cua kẹp Phong ơi. Ui, tôi tấp 1 ơi. Tôi tấp 1 ơi. Cái gì vậy trời ơi? Tôi tấp 1 ơi. Tôi đang không đi. Tôi tấp 1 ơi. Tôi tấp 1 rồi. Ai dữ vậy? Bạn ơi, mấy cua kẹp khó chịu quá. Phong hai điểm. Hai điểm dành cho Phong. Nắng lỏng đi luôn các bạn ơi, là cũng đi lấy mồ hôi luôn rồi. Trận tôi đi cùng, về nhà. Trận cuối cùng. Khó chịu nha. Trận này tôi phải săn tay áo lên. Giờ mà có con rồng lên tay mình là hơi bị chiến. Săn tay lên chơi không hả? Ôi ơi, trận cuối cùng nào? Cái gì đây? 30 người hả? Ôi trận cuối 30 người luôn á. Săn tay lên tôi làm việc coi, chuyên nghiệp quá. Ê, tôi cũng săn tay lên luôn. Dạ. Hai mình xăm tay mô hình nữa là của tôi. Ui rồi game gì đây? Rồi, cái gì vậy? Ui, game laser trời. Game nhìn khó vậy. Nhìn có vẻ laser đó bạn ơi. Hình như là đụng vô laser là thua luôn á. Ê. Sao? Đó. Laser kìa. Tôi đứng cái chỗ xa xa người chắc ăn. Lại gần người là bị tung. À, ok. Ê, ok. Laser. Sam ơi. Đó. Sam ơi, dính vô cái laser đi. Dính chi? Trời ơi. Xem té. Xem té mấy má ơi. Giật hết cả mình cho trời. Tôi bị trượt ra ngoài. Ôi, phải. Đi phát đi luôn các bạn ơi. Ơi. Ui. Ủa gì vậy? Yeah. Ủa. Sam thắng hả? Trời ơi, Sam vẫn qua được. May cho Sam đó. May cho Sam. Trời ơi, tôi tưởng tôi thua chứ trời. Giật hết cả mình. Ok, gì đây? Trò này đó. Trượt nước nè hả? Chứ luôn á. Trò này luôn các bạn ơi, tại vì tôi sợ tôi hơi bị. Trò này là được 8 người nè, Không sao. Thua cũng được, miễn là thắng Sam là được. Chỉ cần qua Sam thôi là được. Ây da! Bay cao nào, nhảy cao nào. Ây da! Bay cao nào, nhảy cao nào nè. Lên. Rồi tôi trượt nước nha Sam ơi. Bye bye Sam nha. Đây trời ơi, rồi xong. Ui, tôi đến đây trượt nước rồi. Bye bye Sam nha. Tôi đi. Ê, kỳ quá nè. Ê, sao tôi đi bộ vậy? Tôi không có trượt. Sam phải nhảy 2 cái, Sam phải nhảy 2 cái vô. Chị bom. Ôi. Quá luôn. Tôi đầy năng lượng các bạn ơi. Tôi lên chơi luôn rồi. Wow. Tôi đi đường tắt luôn rồi. Wow. Tôi tấp 1 rồi. Chết rồi bạn ơi. Cơ hội tôi có thể rớt luôn bạn ơi. Quay, tôi đỉnh quá. Trời ơi, mày có mày thấy phải không? Tôi đúng đỉnh luôn á. Bạn ơi, từ edit đoạn nó giật cái kiểu cho nó xịn xịn. Đây. Ê, nó có bị gì á? Tôi bị gì rồi? Bị gì sao bị gì? Ôi, hay lai quá. Ây da. Chết rồi bạn ơi, xong rồi các bạn ơi. Đang cái mạc này rung các bạn ơi. Tôi đang, trời ơi. Quá vậy. Xong cái gì vậy? Ê, sao người ta nhảy qua, tôi không nhảy qua vậy, hello. Sao phải lít thêm cái nữa? Đây, tự nhiên mạc này tôi xuôi ngang vậy trời. Sam nhảy được 2 lần á, Sam nhảy được 2 lần á nha. Đây, ai tấp 1 vậy? Tôi. Rồi xong. Ui, tấp 1 các bạn ơi. Tôi đi rồi thật rồi các bạn ơi. Cố lên, Sam phải qua trận 3 với Phong chứ, đúng không? Đúng rồi. Không làm thua nữa. Trời ơi. Dở vậy. Tôi không. Rồi cái đường nào vậy? Đường trước mặt kìa. Đây rồi. Tôi rung quá mà. Rồi xong rồi, xong 5 người qua rồi.
5 người qua rồi. Thôi cho từ qua từ thôi, từ từ thôi, đừng đừng vội. 6 người qua, 7 người qua rồi. Rồi rồi xong rồi, xong xong rồi. Rồi xong bạn ơi. Xong rồi. Xong bạn ơi. Rồi xong. Yeah! Mô hình, mô hình, mô hình. Niềm tin chiến thắng đã cho ta một con mô hình. Hên thôi ông Hên, thôi hiểu chưa ông Hên thôi. Thôi từ từ để xíu, dù gì cũng thắng rồi, tôi chơi trận cuối luôn. Biết đâu được tấm hộp. Trời ơi. Đã quá. Trời ơi đã quá. Cái này là gì đây? Này là gì đây? Này chơi sao đây? Này chơi đây. Nhảy nhảy lên mấy ô này hả? Yeah. Chơi sao đây? Khó chịu quá trời luôn bạn. Ok, nhảy lên mấy ô này đúng không? Gì chứ, nhảy lên mấy này dễ. Trời ơi. Ok. Top 1, top 1. Ủa gì đây? Trận này được 7 người á. Ủa? Khó chịu chưa? Vậy là chưa rồi. Hay là cuối người ta bằng cuối đúng không? Ủa này trận cuối mà. Này nhảy qua đây. Rồi. Nhảy qua đây, xong rồi nhảy lên đây. Ok. Rồi, nhảy qua đây. Ok. Ok. Nhảy qua đây. Ok. Ui, top 1, top 1, top 1. Cố lên, cố lên. Cố lên. Cố giành top 1. Ê da. Ok. Bên nào nữa, bên nào nữa? Bên đây cao hơn nè, bên đây cao hơn nè. Nhảy qua đây. Rồi nhảy qua đây. Ok. Ông Phong thật đang rất muốn nhìn top 1 các bạn ơi. Chị rồi. Ai? Ui, bay qua. Bay qua. Xem đây, xem đây. Cái gì vậy? Thắng luôn đúng không? Tôi ăn. Tôi top 1. Tôi top 1. Yeah. Tôi top 1. Yes. Tôi top 1. Trời ơi. Yeah. Trận này quá vui các bạn ơi. Top 1 thắng mà còn được mua mô hình nữa. Ok bạn ơi, vậy là coi như sắp tới đây, khi mà chuyển nhà mới á, tôi sẽ quay một cái vlog là inbox một con mô hình Iron Man siêu to đó, để cho bạn xem nha. Mấy ông nào không vlog nhớ comment xuống bên dưới nha. Để lại cho video này, like cái video này đi. Video này mà được 10.000 like, tôi sẽ quay video vlog inbox mô hình. Ok chưa? Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Tôi nghĩ là sắp tới tôi cần phải nghỉ một vài ngày để tôi đi khám bệnh các bạn ạ. À, tại vì giọng của tôi các bạn nghe nó hơi kỳ. Ok, cho nên là mong các bạn thông cảm nha. Tôi sẽ quay clip giọng tôi nó hơi kỳ xíu, nhưng mà tôi sẽ cố gắng gọi là đi khám bệnh để khỏe lại sớm nhất nha. Ok, còn gì thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Hết nói được rồi. Bye bye. Tạm biệt.